Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Ni Trưởng Ni Sư, lãnh đạo các cấp giáo hội, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử nam nữ trên đất nước Việt Nam và ở nước ngoài. Kính thưa quý vị, hôm nay trong giờ phút thiêng liêng tràn đầy niềm hỷ lạc của ngày đầu xuân năm Mậu Tuất, một mùa xuân của truyền thống dân tộc của đất nước Việt Nam thân yêu, đồng thời cũng kỷ niệm ngày đản sinh Đức Di Lặc Tôn Phật vào ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất năm 2018. Như vậy chúng ta đã chào đón mùa xuân của truyền thống dân tộc năm Mậu Tuất, đồng thời cũng chào đón mùa xuân đạo pháp, mùa xuân Di Lặc, mùa xuân đại hoan hỷ, đại từ bi của Đức Từ Tôn đã ban rải cho tất cả những người con Phật chúng ta, dù tại gia hay xuất gia, ở trong nước hay ở nước ngoài, cũng đều thấm nhuần hồng ân và năng lượng gia trì của Đức Phật Di Lặc trong những ngày đầu năm Mậu Tuất. Với tinh thần và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cũng như của Phật giáo Việt Nam, chúng ta hân hoan đón mừng mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của đạo pháp, cũng như thế gian thường nói thiên tăng tế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường. Trời đất thì tăng thêm năm tháng, con người tăng thêm tuổi thọ. Mùa xuân hiện hữu khắp cả đất trời, và phước lộc thọ cũng tràn đầy khắp cả gia đình, nơi nơi chốn chốn. Và tất cả những người con Phật chúng ta cũng tiếp nhận ánh từ quang của Đức Di Lặc Tôn Phật nhân ngày khánh đản đầu năm mùng 1 Tết Mậu Tuất của Phật giáo Việt Nam, của người con Phật tại gia hay xuất gia trên đất nước Việt Nam nước ngoài. Với sự gia trì của mười phương chư Phật, năng lượng hộ trì của Đức Di Lặc Bồ Tát và vị Phật trong tương lai của thế giới ta bà, tất cả chúng ta sẽ được hưởng trọn hồng ân của Ngài trong những ngày đầu năm Mậu Tuất, được bình an, được hưởng trọn niềm hỷ lạc với tinh thần từ bi hỷ xả của người con Phật, sẽ chan hòa cùng với đất trời và chan hòa trong tình thương đạo pháp bao la của người con Phật. Trong năm qua, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và sự quyết tâm của toàn thể tăng ni Phật giáo đồ trong nước và nước ngoài, các công tác Phật sự đã được thành tựu tốt đẹp. Từ công việc Đại hội Phật giáo các tỉnh thành trong cả nước đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Và sau đấy cũng đã triển khai các cuộc hội nghị, tọa đàm về kết quả của đại hội và triển khai công tác Phật sự của các tỉnh thành hội Phật giáo trong phạm vi cả nước và của Đại hội 8 Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhất là ngoài kinh truyền hình An Viên thuộc Ban Thông tin Truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta cũng đã thành lập được kinh truyền hình về công tác Phật sự miền Tây kết hợp cùng với Pháp âm Kiên Giang tại Chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá. Qua đấy sẽ tạo thành một sự hỗ tương tác động giữa kinh truyền hình công tác Phật sự miền Tây và kinh truyền hình An Viên thuộc Ban Thông tin Truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ chuyển tải các tin tức hoạt động Phật sự ở trong nước lan tỏa đến các nước ở trên thế giới, để giúp cho toàn thể tăng ni Phật giáo đồ trong nước và ở nước ngoài biết rõ được các hoạt động Phật sự và sự phát triển lớn mạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tại các tỉnh thành trong phạm vi cả nước. Với những thành quả đạt được ấy chính là tiền đề và sức bật cho các công tác Phật sự trong năm 2018, cả năm Mậu Tuất.
với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm với sự hộ trì của mười phương chư Phật, liệt vị tổ sư, các bậc tiền bối hữu công, nhất là năng lượng gia trì của Đức Di Lạc Bồ Tát, Đức Phật trong tương lai của tất cả chúng ta tại thế giới Ta Bà. Với những công tác Phật sự chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu tốt đẹp, góp phần xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo các tỉnh thành trong phạm vi cả nước ngày càng ổn định, trang nghiêm, đồng hành cùng với dân tộc, làm tốt đời, đẹp đạo. Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm với ý nghĩa thiêng liêng và tràn đầy ý nghĩa của Ngài, đảng sinh Đức Di Lạc Tôn Phật mùng 1 Tết năm Mậu Tuất, đồng thời cũng là ngày đầu năm Mậu Tuất, mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của đạo Pháp trang hòa và hiện hữu khắp cả đất trời và tràn đầy trong lòng người con Phật chúng ta. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi xin thành tâm kính chúc và khánh tế chư Tôn Giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng tất cả nam nữ Phật tử, kính chúc quý vị một mùa xuân Di Lặc, mùa xuân của đất trời, mùa xuân của truyền thống văn hóa dân tộc, tràn đầy niềm hỷ lạc, đầy đủ sự đại quan hỷ, đại an lạc, an vui, hạnh phúc và vạn sự cát tường như ý, trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật, cũng như trong ánh từ quang của Đức Di Lặc Từ Tôn nhân ngày đầu xuân Mậu Tuất. Một lần nữa kính chúc toàn thể quý vị được an lạc và thành tựu các Phật sự trong niềm hoan hỷ chung của toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước nhân ngày đầu xuân Mậu Tuất. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát.